Trên sân khấu ngay lúc này, chúng ta đang chào đón bé Ngô Lê Trúc Lâm, 7 tuổi. Và ngay lúc này trên sân khấu, chúng ta đang được nhìn thấy những bước đi tự tin trong một bộ trang phục lộng lẫy của Ngô Lê Trúc Lâm. Chúng ta đang cảm nhận những thiết kế kỳ công tạo hiệu ứng bất sáng cho mỗi bộ trang phục, mang đến vẻ ngoài thực sự kiêu sa và thần thái siêu mẫu của các bạn mẫu nhí của trung tâm Wismile.